mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cốc cốc cốc. Dạ, bây giờ thì Ngọc Lan với Lợi Quốc Thượng sẽ mời quý vị khán giả theo chân chúng tôi đến thăm nhà của một anh ca sĩ rất là dễ thương. Ảnh vừa là ca sĩ mà ảnh vừa là bầu xô, vừa là danh nhân. Trước khi thăm nhà, cảm ơn tập đoàn dược phẩm Stada đến từ Đức đã đồng hành cùng với chương trình Stada, sứ mệnh của tôi, sức khỏe của bạn. Đi anh ơi, đi lẹ. Đi. Đi vô. Em không có ham muốn trả, anh khùng quá. Em tự nhiên giờ này ăn uống cái gì? 29 Trương Định nè. Đúng rồi, 29 Trương Định. Đi vô ăn. Đúng rồi. Không, em không có ăn. Em no lắm rồi. Ăn cơm với anh Đoan Trường. Thì đi qua nhà anh Đoan Trường chứ, tự nhiên dắt em đi vô quán buôn trả chi vậy? Thì nhà anh Đoan Trường nè. Ủa là nhà cô, nhà Đoan Trường đâu? Anh ở lầu á. Trên lầu á phải không? À vậy đó. Hả cô, cảm ơn cô. Đúng rồi, đúng rồi, nghe trời ơi. À, đúng rồi, đúng rồi. Kệ quá anh, đánh kệ. Đó. Anh Đoan Trường ơi. Anh Đoan Trường. Ủa, hai người đi đâu đây? Dạ, em ghé qua em thăm anh. Ôi, cảm ơn hai người rất là nhiều. Thì em bước vô cái ngạch này, em xin thay mặt cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà tặng anh một giỏ trái cây ha. Cảm ơn chương trình và cảm ơn Quốc Thuận và Lan. Dạ anh ơi, giờ cho tụi em vô nhà đi. À, rồi bây giờ xin mời hai bạn vô anh nhà. Anh nhận quà rồi thì chắc chắn là anh phải mời mình vô thôi. Rồi xin rồi. Mời hai bạn vô. Hỡi hoa hồng, mùa xuân ai mang đến? Nghe xôn xao xôn xao. Quyền tình em chơi vơi giữa dòng đời, ôm niềm đau quyền em sang bên. Hôm mây ơi những dũng từ tình. Rằng nơi đây anh ôm cõi mộng, mắt em nhìn anh êm dịu, lòng anh vui chất ngất. Dù thời gian hay đổi thế, nhưng lòng của anh vẫn yêu em như chưa đã yêu lần nào. Người phương nào có nghe tiếng yêu thầm gọi? Anh Trường, chuyện gì? Trời ơi, em nhìn thấy cái hình ảnh em xúc động anh Trường ơi. Trời ơi, em với anh giống nhau quá luôn á. Đây nè quý vị ơi, Quốc Thượng cũng có một cái sở thích y chang anh Đoan Trường thôi, đó là sưu tập dĩa. Đây là những cái dĩa lưu niệm ở các nước mà chúng ta đến. Cái này rất là quý nè, tại vì mình mang về đây rất là khó. Vô nhà anh Đoan Trường mà cứ tưởng nó vô nhà của tôi ai không á. Đây á là tất cả những hình ảnh album, không những của riêng anh mà của tất cả những cái nghệ sĩ từ 30 năm trước. Cái này là cũ nhất hả anh? Cái này là cũ nhất, 30 năm trước. Đây, 30 năm trước nè. Trời, giá trị quá. Chị Ngọc Ánh nè ha, rồi Y Phụng nè, chị Kiều Anh nè, dễ thương. Rồi Đàm Vĩnh Hưng nè, Phương Thanh nè, đây anh Hai nè, anh Hai Lâm Trường. Cái này là từ năm 1998. Năm 98 là làng Sóng Xanh. Làng Sóng Xanh. Quốc Đại, Hoàng Thanh nè, chị Cẩm Vân lúc còn trẻ. Bây giờ là tất cả những hình ảnh của. Trời, hay quá luôn á. Của đây. Của những nghệ sĩ cần cứ ghé đây và anh có đầy đủ luôn. Anh ơi, anh có thể khoan đi, em thấy là bây giờ mình nên ngồi xuống rồi chúng ta xuống bắt đầu trò chuyện đi. Mình nhìn thấy, ôi, tất cả những ca sĩ mà tuổi thơ của mình rất là yêu mến ha. Ra mọi người hồi nãy giờ coi thì rất là xúc động, anh biết tại sao không? Ở trong cuốn album này á, còn có cả những cái hình ảnh của những người nghệ sĩ mà đã khuất rồi. Đã không như là anh dạ, Dũng nè. Anh không còn nữa cho nên là rất là xúc động. Quốc Thuận và Ngọc Lan cũng biết rằng là anh đã cất công sưu tầm những cái tấm hình quý giá này. Đúng rồi. Từ năm 1996 cho đến bây giờ. Mà hồi xưa mình không có điện thoại mình chụp. Mình cũng chụp không bằng máy. Chụp bằng máy mà máy cơ. Máy phim á. Máy cơ, máy phim. Rửa đó, đi rửa đó. Nó rửa ra. Rồi sau đó sau này anh phải chụp lại. Xong anh đi scan và anh rửa ngược trở lại. Hầu như là mọi người á nói vui là anh là cái thư viện showbiz á. Là cứ vào đây là tìm được hình của nghệ sĩ từ những năm trước. Yeah. Ngoài những cái tấm hình đó thì anh còn cất công là anh sưu tầm những cái bài báo. Mà không những viết cho riêng anh mà cũng viết cho những nghệ sĩ khác. Từ năm 1997 cho đến bây giờ đấy. Mà anh giữ luôn tất cả những cái vé mời. Trời ơi, cho em mượn đi. Nhìn đây nè, tấm này em biết nè. Mấy tấm này em biết nè. Những cái vé trời mời ơi. Rồi những cái tấm. Anh nhớ không? Câu lạc bộ bạn trẻ Chị Thứ Năm. Đó. Ai Lan ơi. Trời. Nhưng trước khi chúng ta coi tiếp, anh đố em kể ra được 4 tên của các ca sĩ mà có chữ Trường. Anh Đoan Trường nè, anh Lam Trường nè, anh Đan Trường nè, anh
anh Vân Trường. Hay quá. Nhắc về cái chuyện mà bốn người ca sĩ tên Trường thì ngày xưa là hình như có một cái show là tập trung cho bốn anh luôn. Các ca sĩ Trường. Dạ. Đây là cái poster nãy em mới xem. Một cái đêm nhạc ở nhà hát Hòa Bình. Ủa có phải là Tứ Đại Thiên Vương không? Đó. Hoài cảm những vì sao mơ ước. Trời ơi, thương đây. Này. Em rất là muốn nghe anh kể về cái đêm nhạc của Tứ Đại Thiên Vương á. Ừ. Tại vì đó là cái điều mà em thấy khán giả rất là thắc mắc, nhất là những cái khán giả nhỏ như em vậy nè. Thời đó là cái thời nhạc Hoa đó, cái thời mà Tứ Đại Thiên Vương ở bên nhạc Hoa. Dạ. Mình có nhớ ca khúc Kiếp Ve Sầu không? Biết. Dạ biết. Rồi. Thì hồi xưa cái mình là rất là thích xem phim Hồng Kông và nhạc Hoa lời Việt. Thì có một ca khúc là Kiếp Ve Sầu. Thì ca khúc Kiếp Ve Sầu này tình cờ được bốn ca sĩ tên Trường điều hát. Mỗi người hát một phiên bản tiếng Việt khác nhau. Và nhưng mà vẫn giữ cái tựa là chung là Kiếp Ve Sầu. Không phải anh khoe, nhưng mà anh là người đầu tiên hát cái ca khúc đó bằng cái phiên bản tiếng Việt của mình do anh dịch lời. Tại vì anh biết được tiếng Hoa mà. Đó. Thành ra là mấy bạn kia cũng hát ca khúc Kiếp Ve Sầu bằng cái phiên bản của mấy bạn. Nhưng mà lúc đó thì anh nghèo lắm, nhà anh nghèo lắm và anh không có đủ tiền để anh ra băng đĩa. Thành ra anh chỉ đi hát cái ca khúc đó ở ngoài các sân khấu thôi. Các bạn Trường sau này thì khi phát hành băng đĩa thì mọi người biết được nhiều hơn so với lại anh. Tức là mình là người hát trước nhưng mình lại không có điều kiện để phổ biến cho khán giả nghe. Cho khán giả bằng những cái phương tiện. Hồi xưa em một cái đĩa ra rất là khó. Một cái đĩa ra mấy trăm triệu luôn, cái đĩa CD bình thường. Trời đất ơi, dữ vậy hả? Đúng rồi em. Trời quá hả? Mọi người ngạc nhiên là tại sao có một bài hát Kiếp Ve Sầu mà bốn ca sĩ cùng tên Trường cùng hát. Đó, thành ra là mọi người cứ đi tìm nghe thế này thế kia. Thì một hôm thì nhạc sĩ mới đề nghị làm một cái đêm nhạc gồm có bốn ca sĩ tên Trường được mang tên là Hoài Cảnh Vì Sao Mơ Ước. Thì trong đêm nhạc đó không những có tụi anh không mà cũng có những ca sĩ khác hát nữa. Nhưng thì từ cái ca khúc Kiếp Ve Sầu mới dẫn đến cái đêm nhạc vào đêm Noel ngày 24 tháng 12 năm 1999. Đến 19 thì dự định làm một đêm thôi. Nhưng mà cuối cùng mọi người yêu cầu quá cho nên làm đến 3 đêm lận. Và lần đầu tiên anh được bước ra sân khấu nhà hát Hòa Bình với tư cách là một ca sĩ chuyên nghiệp. Mặc dù ở Nga anh đã đi hát, anh đã chuyên nghiệp rồi, nhưng mà khi về Việt Nam anh phải làm lại từ đầu. Rồi bây giờ phải nói gì rõ như thế này á, là anh á là một cái ca lạ của showbiz. Ca lạ của showbiz. Không thích tôi ra, tôi làm việc khác, với tôi vô. Thì nhiều người hỏi anh nữa, bao nhiêu người ta muốn làm nghệ sĩ, người ta muốn mang danh nghệ sĩ, người ta muốn vô showbiz. Mà tại sao anh vậy? Nó không, anh khác vậy đó. Nói thật, đối với anh á, nghệ thuật á, anh đam mê nhưng mà anh không có lụy nghề. Dạ. Cho em hỏi nha, anh ở nhà này là ở con mình thôi anh hả? Thật ra nhà này hồi xưa là của ông bà nội. Và nơi đây là mọi người đang ngồi trong một cái ngôi nhà được xây từ năm 1900. Sau này thì anh xây lại. Chứ hồi xưa là một nhà anh rất là nghèo và nhà cấp 4. Từ thời ông bà nội đến giờ thì hiện tại anh đang ở với lại mẹ và em gái. Đó. Nhưng mà mỗi người một tầng như thế. Mỗi người một tầng riêng. Còn ở dưới là anh cho thuê. Anh cho thuê. Anh ở một mình như vậy, anh nấu ăn thì sao? Nấu ăn thì trong cái thời gian giãn cách thì anh tự anh nấu ăn. Nấu ăn chung với gia đình luôn. Nhưng mà sau khi giãn cách rồi á, thì anh lười nấu ăn, thì anh ăn cơm hộp. Một ngày anh ăn hai hộp cơm phần, mỗi phần 30.000. Ôi trời đất ơi. Giống như là cơm văn phòng vậy đó. Dạ hả? Nhưng mà mỗi ngày cái mình ngồi mình ăn hộp cơm á, mình anh có buồn không? Anh em nói thiệt. Trời ơi, em cuộc đời em sợ nhất là ăn cơm hộp á. Thiệt, anh không muốn ăn cơm hộp. Ăn cơm hộp đó, mà mình đi làm á, mình đi làm thì mình ăn cơm hộp là hợp lý. Còn mình ở nhà mà mình ăn cơm hộp thì tự nhiên em tưởng tượng cái hình ảnh anh lủi thủi. Hỏi anh khó quá. Buồn chứ. Còn hồi giờ anh hỏi, bữa giờ anh vẫn còn ăn cơm hộp hả? Vẫn còn ăn cơm hộp. Giờ là hôm qua có ăn cơm hộp không? Ăn cơm hộp luôn, hồi trưa mới ăn cơm hộp luôn. Cơm hộp nữa hả? Và giờ còn một hộp cơm luôn, bây giờ để luôn. Để chút cho Ngọc Lan ăn đi, để chút cho Ngọc Lan ăn đi. Anh ơi, cho em hỏi nha. Vậy thì giờ anh có muốn ăn cơm mà ăn cơm mâm không? Cơm nấu, ăn cơm nhà nấu. Ăn cơm ở tại nhà. Nếu có một cái bữa cơm cùng với những người bạn của mình, những người đồng nghiệp, những người thân yêu thì rất là quý. Thôi giờ anh tính vậy nè, hộp cơm hộp cứ để Ngọc Lan ăn. Còn cái vụ mà nấu ăn thì để cho em lo. Thôi bây giờ anh ngồi em nói chuyện với anh Trường đi ha. Đúng rồi, em sẽ bắt cóc anh Trường đi, còn anh đi chợ đi. Anh đi chợ. Hồi nãy em lẽ ra em muốn hỏi nữa, nhưng mà vì anh Biên anh cứ đòi đi chợ cho nên không có hỏi được. Đó là cái mà bộ tứ của anh hoạt động với nhau, diễn chung với nhau trong thời gian bao lâu? Từ năm 1999, đúng không? Khi mà tụi anh ra mắt trên nhà hát Hòa Bình.
và kéo dài cho đến khoảng khoảng 5 năm sau đó là mỗi bạn đã có một cái con đường đi riêng của mình rồi. Và có một cái sự nghiệp phát triển hơn. Anh á, lúc đó anh lại anh nghĩ anh tiên đoán rằng á là cái sự nghiệp ca nhạc của mình á chỉ giới hạn khoảng 10 năm thôi. Và đúng y như rằng từ năm 1998 đến năm 2008 đúng 10 năm. Gọi là cái chu kỳ 10 năm. Đỉnh cao của anh. Và đến năm 2008 là anh rút ra khỏi showbiz để anh đi làm công việc. Anh làm cho những tập đoàn nước ngoài của anh, Pháp, Đức, Mỹ. Năm 2018 anh bắt đầu anh đi hát lại, tham gia lại, nhưng mà tham gia với tư cách là khách mời hoặc là có những cái sự kiện, những cái chương trình nào đó mình tham gia thôi, chứ không phải là chạy show kiếm tiền như hồi xưa nữa. Anh, nhưng mà khi anh xuất hiện trở lại vào năm 2018 thì chắc chắn sẽ có một số bạn trẻ, bạn sẽ không biết anh. Chắc chắn luôn. Anh có gặp cái trường hợp nào như vậy hay chưa? Có chứ em. Những cái thế hệ như là từ 9X trở đi á, người ta sẽ không nhận ra anh đâu. Mà thật sự bây giờ khi mà anh ra đường á, người ta cũng không nhận ra anh luôn. Mà anh cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Thì mình được thoải mái. Có nghĩa là anh sẽ mang dép tổ ong giống như anh Quyền Linh, rồi anh sẽ mặc quần sọt. Anh chạy ra, anh ngồi quán lề đường, anh ăn uống thoải mái và anh trả giá khi anh mua đồ. Anh cảm thấy vui vì điều đó. Chứ không phải như hồi xưa, hồi xưa là mình phải sợ, mình đeo khẩu trang thế này kia, mình sợ người ta nhận mình ra. Đó, như anh cảm thấy vui vì điều đó. Nhưng có một lần á, khi mà anh tham dự một sự kiện, khi mà anh đến anh chào một cái hoa khôi vừa mới đăng quang, thì cô ấy mới quay lại, cô ấy mới hỏi thẳng là: ủa anh là ai vậy? Thì lúc đó anh cảm thấy rằng là mình có một cái gì nó nhói trong tim. Kính thưa quý vị, trong lúc Ngọc Lan đang trò chuyện với Đoan Trường thì Quốc Thuận đã mời được một cô Tấm, mà cô Tấm này rất là quen thuộc với Quốc Thuận và quen thuộc với Ngọc Lan và càng quen thuộc với chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Xin mời. Cảm ơn nàng Tấm nha. Quốc Thuận. Ồ, quý vị bất ngờ chưa? Đây chị Hiền Mai. À, mình đã gõ cửa nhà chị Hiền Mai rồi. Đó. Trời ơi. Mới đi mua về, mỗi nơi hoa nhắc tới hoa có biết liền, có hoa liền. À, cái này là chương trình đưa tặng. Đó, đúng không? Phải, đi mới đi nhờ người đi mua về. Mà anh làm 11 đá hoa nhá. Nó ý nghĩa là thế gian này chỉ có mình nghe. Bữa nay là chị tới thăm mọi người, thăm Đoan Trường. Là chị mang theo đồ ăn nấu sẵn ở nhà nè. Đó, dễ thương chưa? Ủa chị Mai, chị với anh Đoan Trường là chơi với nhau lâu chưa? Tụi chị học chung từ năm cấp 3 đó. Ủa, nhưng mà là sau đó là anh Đoan Trường đi du học. Đúng rồi, mà chị cũng qua Nga cùng với Trường luôn. Là chung thành phố luôn hả chị? Không, chị ở thành phố khác, Trường ở Moscow. À, chị ở thành phố nào? Chị ở Bangkok. Chị chơi với anh Trường như vậy là hơn 20 năm. Hơn chứ. Hơn 30 năm. Hơn 30 năm á. À. Từ, mình có tính là từ khoảng năm 82. Ừ. 82. Trời đất ơi. Thì là bao nhiêu năm? 82 là lúc đó em thiệt với chị, lúc đó là em mới có 3 tuổi đó chị. Cái điểm nào ở anh Đoan Trường mà chị thích ở ảnh mà chị giữ được cái tình bạn mà nó lâu như vậy? Trường được cái là rất là hiền lành, dễ thương, rất là chân tình, nhẹ nhàng. Là một người bạn mà có thể nói là rất là chu đáo với bạn bè. Có bao giờ mà anh Trường ảnh tâm sự với chị á là ảnh chán nản một cái điều gì đó trong cuộc sống không chị? Nói chung là tụi chị cũng thường xuyên gặp gỡ nhau, nhưng mà chuyện tâm sự gì nhiều thì cũng ít. Tại vì là mỗi người có một cái cuộc sống riêng. Cũng như là có một cái khúc mắc riêng. Cũng khó chạy lòng. Nhưng mà khi mà hai đứa nào cần đến nhau là lúc nào đứa kia cũng sẵn sàng có mặt. Em hỏi chị nè, chị dù gì cũng có một cái gia đình cũng là đầm ấm như vậy. Thì thật ra anh Trường cũng đang ở một cái tầng, một cái ngôi nhà mà nó cũng rất là đầm ấm. Nhưng mà cũng chỉ có một mình á. Thật sự nãy em nghe anh Trường anh tâm sự là ảnh mấy tháng nay rồi anh ăn cơm hộp. Ảnh không ăn cơm nhà nấu. Thì em muốn biết là chị có suy nghĩ như thế nào về cái tương lai á, giống cái già đó. Thì chị có thấy là anh Trường anh cô đơn á vậy? Thì chị có khi nào chị nghĩ giống như em không? Ai cũng có một số phận riêng. Nhiều khi Trường bây giờ đến bây giờ vẫn chưa có gặp được cái người mà mình vừa ý.
cho cái người mà hợp mình. Nhưng mà biết đâu sắp tới đây Trường sẽ gặp cái người đó. Mình cũng không biết được là số phận sẽ dành cho mình cái điều gì. Cho nên một cái điều chị cảm thấy là Trường rất là an phận, rất lành tính. Nói chung là vẫn rất là lạc quan. Cái điều đó là mình tin rằng là Trường sẽ đạt được những cái điều mà Trường sẽ mong muốn. Rồi, bây giờ chị em mình ngồi ở đây chờ anh đón Trường lên ăn cơm nha. Hôm nay anh có chia sẻ về cái thời gian mà tuổi thơ của mình nó cơ cực á, thì nó cơ cực như thế nào để mà hình thành nên một Đoan Trường rất là thành công của ngày hôm nay? Anh á, sinh ra trong một cái gia đình, ba mẹ anh cũng chỉ là những cái giáo viên thôi. Nhưng mà nhà anh á, hồi xưa là nhà cấp 4, coi như là thiếu trước hụt sau, nhà dột rồi mình không có tiền mình sửa. Rồi sau đó ba mẹ anh lại dành dụm được một số tiền khoảng là 50 cây vàng. Lúc đó mình đi gửi tiết kiệm cho hãng nước hoa Thanh Hương, lãi suất rất là cao, thì đó mình tin mà mình đi gửi, thì gửi xong cái cuối cùng bị mất hết, thành ra là nhà anh bị phá sản. Thì anh nghĩ rằng là thôi thì bây giờ mình làm con mình phải phấn đấu, mình làm lại từ đầu thôi, mình phải thoát nghèo thôi. Thì muốn thoát nghèo á, đi học, chỉ một cách là đi học thôi. Học vấn mình phải cao, mình phải giỏi thì mình mới có thể mình đi làm được. Anh thi đậu vào trường Đại học Bách Khoa, nằm trong top 10. Sau đó anh nhận được cái học bổng đi du học sang Nga, học thạc sĩ hóa. Học bổng là 100% luôn, 100% luôn, phần toàn phần luôn, và học luôn trong suốt 6 năm luôn. Nhưng mà nói gì thì nói, khi mà mình ở bên xứ người như vậy á, giai đoạn nào mà nó khiến cho anh cô đơn nhất? Những cái ngày lễ Tết là những cái ngày mà cô đơn nhất. Có nghĩa là mình nhớ đến cái không khí đón giao thừa ở Việt Nam. Nhưng mà chỉ là những năm đầu thôi. Những năm sau thì cái cuộc sống nó cứ lôi con người ta theo cái dòng đời xô đẩy, và lúc sau đó thì anh miệt mài, anh chạy xô và anh cũng không còn nhớ nữa. Mà đối với anh á, là tất cả những cái biến cố và những cái gì mà nó không may nó xảy ra vào tháng 12, coi như là ba anh mất cũng mất vào tháng 12, rồi anh và bà xã anh ly dị cũng vào tháng 12, và anh nghỉ việc của công ty cũng vào tháng 12 luôn. Thành ra khi mà mỗi năm, khi mà dần đến tháng cuối năm thì gia đình anh cũng buồn, mà anh cũng lâu lâu cũng ngồi cũng buồn nhớ lại cái quãng đời của mình, tất cả những cái gì mà nó không may nó đều nằm ở trong tháng 12 hết. Hồi nãy anh nhắc về cái chuyện anh ly hôn với bà xã, thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về cái giai đoạn đó hay không? Thật ra thì anh cũng đã ly dị 2 lần, nhưng mà chính thức á thì là 1 lần thôi. Có nghĩa là kết hôn á 1 lần thôi. Lý do thì là từ vì anh không có đi định, không muốn đi định cư ở nước ngoài. Anh thích sống ở Việt Nam hơn. Bởi vì sống ở Việt Nam thì mình có thể mình còn hoạt động được, mình làm được rất là nhiều công việc. Hoặc là mình muốn đi đâu du lịch thì mình có thể mình đi thoải mái. Yeah. Anh vẫn thích sống ở Việt Nam hơn. Quan trọng nhất là có gia đình. Đúng rồi, có gia đình của mình nữa. Và anh cũng nhận lỗi rằng là do cái thời gian đó là anh lo đam mê chạy xô nhiều quá, cơm áo gạo tiền. Anh lo cho gia đình nhiều quá mà anh bỏ bê cái hạnh phúc của cá nhân của mình. Thì lúc nào anh cũng nhận lỗi là do anh hết. Anh em hỏi thiệt chứ bây giờ một mình ở nhà trong ở trong cái nhà giàu quá vậy mà mình không có ai để mình chia sẻ niềm vui nỗi buồn hết. Rồi anh phải làm sao? Mỗi khi mà buồn quá rồi làm sao? Thật ra thì con người anh ít buồn lắm. Con người anh thì cầm lên được, bỏ xuống được. Và tính anh rất là kiên cường. Cho nên khi mà vui thì anh chia sẻ cái niềm vui đó cho bạn bè, cho mọi người. Còn những cái gì mà nó không được hạnh phúc hoặc là đau khổ thì anh nhận lấy một mình anh. Anh cất ở trong lòng và anh tự anh giải quyết ở trong lòng của anh. Và anh không muốn mang cái nỗi buồn đó để lan tỏa cho mọi người. Cho nên anh không tâm sự với ai hết. Vậy thì mỗi lần vui thì anh gọi cho ai? Mỗi lần vui thì anh gọi cho rất là nhiều những bạn bè. Em nghĩ là anh rất là nhiều bạn. Bạn không, cũng ít thôi. Thí dụ như là Hiền Mai nè, Phi Thanh Vân nè. Dạ. Thôi bây giờ đi ăn cơm đi chứ em đói quá. Anh Thuận anh hứa anh đi chợ nấu cơm cho anh em mình ăn á. Bất ngờ không? Ủa? Chào mẹ chồng. Ở đâu ra vậy? Ủa anh không bất ngờ luôn hả anh Trường? Không, anh bình thường thôi. Chứ. Tại sao bất ngờ ngay tôi có bất ngờ là tôi lên đây. Lúc nào ngày nào Mai cũng qua đây mà bất ngờ gì?
Mai qua hoài. Anh ơi, anh phải nhìn thấy một cái điều nó bất ngờ hơn sự xuất hiện của ông bố. Phải bất ngờ. Hôm nay là chị Mai giống như là một nàng tắm bước ra từ một cái quả gì đó mà không phải quả thị. Đó, đây nghe, cơm này là chị Mai chuẩn bị đó. Ôi thiệt á hả? Thì Mai nấu hả? Cho cái câu mà trời giỏi vậy. Thiệt nó hả mà không có một cái gì. Không thiệt, hồi xưa nay chưa thấy bao giờ Mai nấu ăn hết trơn á Lan ơi. Dễ nhậu hả? Dễ nhậu. Không thiệt. Ủa nấu thiệt á hả? Thiệt đó. Ăn cho coi, em đói dữ lắm rồi. Nói cảm ơn Hiền Mai nha. Đó. Ít ra phải coi, có đừng câu đó chứ. Trời nấu thiệt á hả? Trời ơi. Cô giáo Mai nấu thiệt nha. Thiệt mà. Tôi nấu toàn mấy món mà ông thích á. Đúng rồi. Để anh coi coi tay nghề của Mai sao. Nuốt chưa? Anh ơi, sau mấy tháng trời anh mới được ngồi trên bàn và ăn một cái bữa cơm như thế này, có thể gọi là bữa cơm gia đình về, thì cảm giác anh nó làm sao? Cảm giác khác với ngồi ăn một hộp cơm hộp một mình vào buổi chiều và ăn để mà sống chứ không phải là sống để mà ăn. Em biết tiếng à? Chị có mong muốn là anh Trường sẽ có một người bạn đồng hành để cùng ngồi ăn cơm với ảnh, cùng nấu một cái bữa cơm để hai người cùng ăn với nhau không? Chị rất là mong muốn điều đó. Mình cũng không có muốn là bạn mình cô đơn suốt như vậy. Mình cũng rất là mong muốn là Trường sẽ tìm được một cái người mà hợp và có thể đến với nhau lâu dài. Bây giờ nghe nói là Ngọc Lan chuẩn bị làm MC cái chương trình gì đó. Bạn muốn hẹn hò. Bạn muốn rồi anh. Mình có nên tham gia chăng? Có anh ơi. Còn nhưng... không chịu làm liền. Thôi như vậy là về mối quan hệ thân thiết với nhau, em tìm một nửa kia cho ai kia thật là xứng đôi, thật là hảo hảo đó nhờ. Bây giờ em hỏi thiệt nè, là bây giờ trong showbiz của mình á, thì cái người nữ nào mà anh cảm thấy là nó nằm ở trong cái gu của mình? Anh thấy được á. Cát Tường. Tư Vi á, anh thích phụ nữ nó hơi cá tính, tính đàn ông chút. Thôi ba Tường, mà tại Hiền Mai, nhưng mà Hiền Mai có chồng rồi, nhưng mà tính phải tính đàn ông mà vẫn có bánh bèo. Cát Tường đó. Đó thì anh nói Cát Tường. Cát Tường, em hỏi anh một chuyện nè. Ngày xưa là cái thời mà Tứ Đại Thiên Vương á là hay cover những bài nhạc Hoa. Nhưng mà chắc chắn là cái trào lưu đó nó sẽ qua thôi. Cái gì nó cũng vậy, nó lên tới đỉnh rồi nó không sẽ đi xuống. Vậy thì sau cái giai đoạn mà anh hát lại nhạc Hoa thì là nó tới cái giai đoạn anh hát nhạc gì? Nhạc Hàn Quốc. Nhạc Hàn Quốc. Thì anh là người đầu tiên đưa nhạc Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam. Ồ, anh có thể kể tên cái bài đầu tiên mà anh viết lời không? Bài Đơn Côi trong bộ phim Ước Mơ Vươn Đến Một Ngôi Sao. Anh mới nói rằng là khi mà anh hát như vậy á thì mọi người không biết, nhưng mà khi mà anh Hai Lam Trường á cũng cái nhạc đó mà dịch sang lời khác thì là mà mọi người lại biết. Những cái ca khúc mà mình là cái người làm đầu tiên nhưng mà mình lại không có được biết đến và nhiều. Không gây được tiếng vang bằng những ca sĩ làm sau. Anh có bị buồn không? Tủi thân không? Buồn chứ em. Tại vì người ta có thể nghĩ rằng là mình á đi hát lại những cái ca khúc của những cái người những cái người phía sau đó, thí dụ là như vậy. Thí dụ bây giờ nói ca khúc nhạc Hàn Quốc Đơn Côi thì tự nhiên Quốc Thuận là nghĩ đến anh Hai nhiều hơn. Đó, nhưng mà không phải là anh lấy cái nỗi buồn ở đây để mà anh nói, nhưng mà anh muốn nói rằng là anh đã làm được những cái đầu tiên là anh cảm thấy hạnh phúc rồi. Đó là điều đáng tự hào. Đó là điều đáng tự hào. Chị Mai, chị là cái người bạn rất là thân với anh Trường, coi như là từ thời mà cấp 2 là bao nhiêu cái thăng trầm trong cái cuộc sống của anh Trường là chị chứng kiến hết. Vậy thì nếu như mà theo thực tế thì anh Trường lại là một cái người mà anh tài năng thì rất nhiều nhưng mà nó cứ bị vướng, nó cứ bị mắc vậy đó. Nên là anh không thể nào mà trở thành một cái ngôi sao mà hàng đầu được. Thì trong những cái giai đoạn như vậy, chị có chia sẻ với ảnh những cái câu chuyện như thế không? Thiệt ra thì chị nghĩ rằng là mỗi người có một cái số phận khác nhau. Có thể là số phận cho Trường chưa tới, nhưng mà biết đâu những ngày sắp tới lại có, lại được. Nổi vì được có đó. Rất là nhiều người là nổi về sau này mới nổi chứ không phải là nổi lúc trẻ. Rất là nhiều người như vậy luôn. Và tại vì ngay từ đầu á, anh cũng đã xác định là mình chỉ đến đó đúng, thôi. Đúng. Ví dụ là Mai, Lan hoặc là Thuận là tụi em dứt khoát đi theo cái con đường từ đầu đến cuối là tụi em đi. Dạ. Còn anh là anh đến đây là anh thôi, đủ rồi dừng là dừng. Bây giờ anh mới là ca lạ. Vậy đó Mai biết. Anh toàn lên đi làm không à. Nó đi làm rồi từ từ thăng tiến. Lương rất là cao. Có thể rằng là lúc đó nếu mà anh đi hát á thì tiền nó nhiều hơn so với cái mức lương của các công ty nước ngoài nó trả, nhưng mà anh lại vẫn thích đi làm hơn. Rồi lâu lâu mình rảnh, có show thì mình đi hát.
anh. Vậy thì bây giờ cái cuộc sống hiện tại của anh, cái niềm vui và cái niềm đam mê của anh đó là cái gì? Anh cảm thấy ngày nào của anh cũng là niềm vui, niềm đam mê hết á. Anh hạnh phúc dễ lắm. Dạ. Thế ăn một bữa cơm ngon anh cũng hạnh phúc. Hiền Mai xuống thăm anh cũng hạnh phúc. Lan trò chuyện với anh xong anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Có nghĩa anh rất là đơn giản. Hay quá. Anh đang nói trong thời điểm hiện tại nha. Coi đến cái lứa tuổi của mình rồi đó. Dạ. Thì nó nhẹ nhàng đến như vậy. Vậy thì bây giờ cái điều gì mà khiến cho anh trở nên trăn trở và nó làm cho anh cảm thấy bị chững lại? Không trăn trở gì hết, không lăn tăn gì hết. Anh sống cho đến tận cuộc đời này. Hay và quá. Cứ sống như vậy. Trong tình cảm gia đình, anh và mẹ anh, xin lỗi anh còn ba. Ba anh mất rồi. Anh còn mẹ anh nữa. Với mẹ anh thì anh còn điều gì anh vẫn chưa làm được cho mẹ mình? Và anh cần gì ở một cái gia đình mà có hai mẹ con để mà đùm bọc và tương trợ với nhau trong một cái không gian như thế này? Thật ra là mẹ anh đã sống đến từng tuổi này rồi. Năm nay đã 94 tuổi rồi. Rất là thọ. Và mẹ anh cũng đã nói là qua 90 đã là mừng rồi, cho nên là không còn mong muốn gì hơn. Đối với riêng anh á, thì anh cố gắng anh giữ cho mẹ anh mỗi ngày được giữ gìn sức khỏe. Và qua trong cái cơn dịch vừa qua đó thì anh đã làm được điều đó. Và anh cố gắng mỗi ngày anh giữ cho sức khỏe của mẹ thật tốt. Mặc dù mẹ anh bây giờ là 30, là không ăn mặn, không ăn ngọt và không ăn cay được, thì có những cái chế độ ăn riêng á, thì anh tự anh chăm sóc cho mẹ những ngày tháng còn lại bằng tất cả những cái lòng hiếu thảo của mình. Em chỉ mong rằng là anh có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn và em. Và có nhiều thời gian để mà chăm sóc mẹ. Và thậm chí là nếu được, hãy tiếp tục với cái niềm đam mê của mình, đó là ca hát. Thực hiện những gì mình yêu thích. Quay MV cứ quay, hát cứ hát. Cần minh họa có em với Ngọc Lan, em sẵn sàng. Và Hiền Mai nữa, góp với anh một cái dự án nào đó. Đây là một cái chia sẻ rất là thật tình. Em nghĩ đây thuật. Chắc là producer, quay MV mối. Đúng rồi. Quay mối, hồi xưa là đi quay ổng mời quay MV là tôi gật đầu liền, đâu có dám từ chối sẽ bị chửi. Mà có lấy tiền? Có được trả tiền không? Tiền không có lấy tiền không? Dễ sợ thì có. Không trả. Không có trả. Có trả. Một ổ bánh mì. Một ổ bánh mì. Tiền luôn hả? Bắt ra ngoài Long Hải. Mà anh có biết là người ta là một minh tinh không? Đúng đó, Mai đang nổi. Thế đó. Bây giờ anh Bin chúc anh nhiều rồi, nhưng mà em chúc anh thêm một điều nữa, đó là anh sẽ mau mau có được một cái người ngồi ăn cơm chung với anh và nấu cho anh một bữa cơm thật ngon, thật chính nhiều xác. Tình cảm. Chính xác. Nói chung chỉ cần như vậy thôi. Em xin thay mặt cho chương trình tặng cho anh chị một phần quà. Đây là cốt súp gà Quốc Việt Food. Một sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA nè. Giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, rất là nhanh trong cái quá trình thực hiện. Rồi cũng như là sản phẩm không có chứa MSG với lại chất bảo quản. Rất là ok. Rất là ngon. Và bên cạnh đó thì là tập đoàn dược phẩm Stada đến từ Đức cũng có tặng anh chị một phần quà. Đó chính là, em gọi đó là tủ thuốc gia đình. Bởi vì sao? Bởi vì trong gói quà này có rất là nhiều cái loại thuốc có thể là giúp cho chúng ta có được thêm sức khỏe, có thêm đề kháng để có thể bảo vệ bản thân mình và gia đình, nhất là khi mà dịch vẫn còn hoành hành. Em nghĩ rằng là trong mỗi gia đình chúng ta nên cần có Stada. Tủ thuốc gia đình. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đã hết. Thay mặt chương trình, Quốc Thường xin cảm ơn tập đoàn dược phẩm Stada đến từ Đức đã đồng hành cùng với chương trình. Stada, sứ mệnh của tôi, sức khỏe của bạn. Và vẫn mong quý vị khán giả đừng quên khung giờ phát sóng của Gõ Cửa Thăm Nhà 22:30 trên kênh HTV7 vào thứ năm hàng tuần. Bây giờ thì anh Quốc Thuận, Ngọc Lan, chị Hiền Mai, anh Đoan Trường xin phép được chào tạm biệt.